Chúng ta đã tiếp tục quay trở lại vào tại sân vận động Hồng Đông. Hôm nay là giải bóng đá quốc gia phiên bản bóng đá nữ cũng là bóng đá nam tại trường học phổ thông Phạm Đồng phiên bản quốc C1 2021. Giải đấu chuyên nghiệp cho các chương trình tại Việt Nam cũng đang diễn ra một số chương trình mới mẻ và cũng thời điểm đang diễn ra vào 14:40. Đội chủ nhà bên tay phải của bên tay trái của chúng ta là Vui Cùng Hỏa Lúa và tay phải của bên kia là Gặp Gỡ Đông Tây. Với vòng này thì cũng có chiến thắng cho Gặp Gỡ Đông Tây rồi với tỷ số 5-4 với cách biệt một bàn, để xem nếu như có giành chiến thắng đi cho nữa rồi. Nhưng mà nếu như một bàn thắng với cách biệt thì coi như là sẽ bị loại sớm vì mặc hiệu số của sân đấu Cát Tư thì cao hơn trước khi giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ với 4-3. Cặp đấu từ 14 giờ và đến 14:30 đã thi đấu 30 phút chơi qua. Đến bây giờ ngày hôm nay cũng là khoảng thời gian mà sẽ được biết nếu Gặp Gỡ Đông Tây chiến thắng thì coi như dỗ chấm mọi sự tồn tại này và chúc mừng Vui Cùng Hỏa Lúa chương trình nhỏ tuổi sẽ bị loại sớm ngày hôm nay. Một chương trình từ năm 2015 cũng như là cũng đã được thi đấu đối kháng rồi. Qua là mới mẻ hơn. Kênh HTV Entertainment thì đối đầu với kênh Hội An Invasion. Kênh YouTube chính thức của Gặp Gỡ Đông Tây phát hành từ 2018 đến 2019. Như là chương trình Vui Cùng Hỏa Lúa phát hành từ 2015 đến 2016. Hôm nay là năm 2021 rồi. Chưa thể làm gì được. Cơ hội cho chủ nhà Vui Cùng Hỏa Lúa không thể vào được, đáng tiếc rồi. Hôm nay có Thành Nhã cũng đã có mặt ở trong sân rất là nhanh. Cổ động viên nam đang cổ vũ nhiệt tình, có một số nữ cũng không tham gia được. Hôm nay thời tiết cũng chiều hôm nay trời có nắng đê rất là đẹp rồi. Thời điểm rất là nhanh mà cũng như là cặp đấu đang theo dõi. Quá là tinh tế. Không và một biểu diễn bóng như thế này cũng đã không thành công. Đáng tiếc rồi. Một trường hợp rất là bất cẩn. Không thể nào xảy ra được. Thành Nhã không thể tới bóng được. Năm nay Thành Nhã lâu lâu chưa ghi bàn được đội nào. Cũng là thời điểm không bao giờ làm. Đây là diễn ra vào 14:40. Cũng như là sau cặp đấu đầu tiên giữa sàn đấu Cát Tư gặp cầu tình Hồng Mỹ đã kết thúc. Thì 10 phút sau buổi tập luyện rất thú vị thì đã quay trở lại ở đây. Hôm nay buổi rất là mạnh mẽ rồi. Còn lại là từ bảng L tới bảng từ bảng M tới bảng Q rồi, còn 4 bảng nữa sẽ hoàn thành. Trong đó có siêu chứ tệ Việt Nam cũng thi đấu luôn. Sau khi chương trình kết thúc mùa thì giải thứ hai, sau hai mùa giải lên sóng được rồi. Chương trình rất hài hước, cũng như có một số siêu chứ tệ đến từ nước ngoài, Nhật Bản cũng đã tham gia. Thì mà dù lập thành tích được, đó là một trong những giải Sudoku, giải đấu được mang đến chuyên môn cao dành cho những siêu xứ tệ và cũng có các tài năng như siêu tài năng nhí mùa 2 cũng đã chính thức khởi động. Và như vậy lưới của đội Gặp Gỡ Đông Tây dâng lên. Không ngờ thì gì xảy ra. Bàn thắng đầu tiên thuộc về Vui Cùng Hỏa Lúa đội chủ nhà. Hôm nay đội chủ nhà đã trở về sân nhà rồi, rất là may khi mà đối thủ là tiếp tế là Gặp Gỡ Đông Tây ở vòng đấu cuối này ở bảng L, một giai đoạn rất nghiêm trọng hơn. Không biết những gì mà làm được hiện tại thời điểm này thì có phù hợp hay không, câu trả lời là có vẻ không. Không nó bàn thắng thứ hai. Một câu trả lời không phù hợp như ý rồi.
anh Nhã đang bực bội rất là nhiều, nhưng đã không thể ngăn cản được cho đội Cặp Cửa Đông Tây. Anh Nhã luôn thuộc về là đội của Cặp Cửa Đông Tây. Hiện giờ sau những giải đấu trong số trước rồi cũng chưa có ghi bàn nào, mà chỉ chơi với pha kiến tạo và truyền hậu vệ thôi để bảo vệ được. Hôm nay đội đã ghi bàn rất sớm, vui cùng Hoa Lúa ngày hôm nay rồi. Nhìn như Cặp Cửa Đông Tây là đội đã bước tiến vào vòng trong, nhưng có điều gì đó mới lạ hơn thì số bàn của hiện tại là 4 này, đó là Cặp Cửa, đó là vui cùng Hoa Lúa. Một ngày có vẻ không may mắn được. Quá nhẹ rồi. Và chuyển bóng như thế này rất là chậm. Quá hay, không có gì sai lầm. Rồi, chuyền cho đội của Cặp Cửa Đông Tây rồi. Là chuyền cho Thanh Nhã rồi. Coi Nguyễn Kiều cũng có mặt luôn. Thanh Nhã làm gì đây? Thanh Nhã là lần đầu tiên dứt điểm trong trường hợp này. Chưa có tỷ số một đều. Đội khách chưa có tỷ số một đều. Đáng tiếc quá, không hiểu xảy ra như thế này thôi. Đây cũng là một trong những môn bóng đá tổng hợp, môn đá nam, môn đá nữ, cùng phiên bản cúp C1, cúp C2, C3, C4 cũng có thể có. Cúp C3 có Sơn Hà Thủ Đông, Rà Xuân, chương trình mới. Cúp C4 là Sam Ngũ. Và cũng như giai đoạn sẽ thi đấu 3 vào trong vòng giai đoạn, 2 giai đoạn lượt đi và lượt về. Để trước mắt đó. Nhưng nó sẽ chuyển ra kéo dài, kéo lâu dài hơn hơn đã từng có làm. Thanh Nhã đã làm ngay thành công. Anh thì Thanh Nhã đã cho đêm nay đem cho đội Cặp Cửa Đông Tây một điều rất nhanh. Ồ, bị nhiễu rồi. Thời gian sẽ có 44% rồi mà pin đã yếu rồi. Mình đã ghi hình như có khoảng 8 phút rồi, gần 8 phút chưa qua. Thì cũng chưa làm gì, thì cũng ra trong trận đấu này thì đâu có ít phút rồi. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó không bao giờ hết là chúng ta có thể làm được. Rồi cho Cặp Cửa Đông Tây không vào. Nếu chiến thắng coi như là vui cùng Hoa Lúa sẽ chia tay giải đấu thôi. Nhưng nhiều bàn thắng như thế này là khó khăn lắm. Quá khó khăn. Bây giờ không nổi được. Không nổi những gì mà Quyền Linh đã làm ra. Chỉ có một mình đội vui cùng con cháu Quyền Linh duy nhất thôi, là đội mạnh nhất. Một chương trình đầu tiên vào vòng trong. Ra đây nhá, chậm lắm rồi. Thành Thảo làm được. 2-1 cho Cặp Cửa Đông Tây. Với nhạc hiệu của chương trình Cặp Cửa Đông Tây, sau 20 lên sóng, đây là tỷ số 2-1, cũng bằng chương trình Vui Cùng Hoa Lúa mà thôi. Chương trình có tuổi đời trọn vẹn 2015-2016 bây giờ. Rất nhanh. Một chương trình cũng như là giống như Vui Cùng Con Cháu thôi. Nhưng không có gì. Không có gì khác. Đó, có vẻ là trận đấu hôm nay kết thúc sớm rồi. Mà các cầu thủ nữ hôm nay thì đâu có 10 phút chơi qua. Nếu như vậy thì số là 2-1 rồi. Mà hôm nay đội Cặp Cửa Đông Tây đã giành chiến thắng, chúng ta xin chúc mừng. Thì có được không sao, ngày hôm nay vào vòng trong rồi, có gì mới mẻ đâu. Còn xin chúc mừng Vui Cùng Hoa Lúa, một chương trình Phú Bình Linh đã bị loại sớm, một mình chương trình Vui Cùng Con Sáu đã vào vòng trong để sẽ chinh phục những đội bóng đánh giá cao, và đó sẽ là những thách thức lớn hơn khi mà sẽ gặp những gì.
như vậy vào sau vòng bảng này, sau những ngày tranh tài và cũng đã thi đấu ở bảng đó trong vòng 4 ngày sau 6 vòng rất hay. Hy vọng rằng đó chứng cho chương trình Nhập Cầu Đông Tây sẽ có được danh hiệu danh giá hơn, sẽ có những gì cao hơn. Và trận đó cũng đã vào sân bãi rồi, vì hôm nay cho các cầu thủ đã ra lao của Ý rồi. Và trận đấu có vẫn trở lại và thuộc về đội chủ nhà 2-1 rồi, thuộc về gặp cái Đông Tây. Cốt dọc rồi, năm nay vô cùng mau lúa gặp chỗ nại khó khăn rất là nhiều, chắc chắn điều đó không làm ra. Sau 2 vòng đầu thôi cũng đã làm được, bây giờ vòng này thì có lẽ là không, thì nhờ có một trận hòa, 2 trận thắng thôi, có 2 trận thua. Bây giờ sẽ là nếu chừng nếu như thua nữa còn như là chia tay sớm ngay tại đây, không bao giờ hết luôn. Có vẻ là hơi căng thẳng một sự hội ý nghiêm túc rồi, dành cho đội tuyển 12A2 cùng với hai đội tham gia. Hôm nay có Thành Thảo rồi, có Thành Nhã đã ghi bàn cho gặp gỡ Đông Tây, cũng rất là nhanh rồi. Wow, khuôn mặt đáng tin dành cho Thành Nhã ngày hôm nay. Wow, lấy được rồi, Nguyễn Kiều. Anh Nhã đang ra bóng, 2 bàn rồi, anh Nhã đã là một bàn lĩnh phi thường, 3-1 cho gặp cửa Đông Tây. Ba một rồi, cố lên, cuối cùng hòa lúa, cố lên gạch chữ dòng sông, ông được. Chắc chắn vui cùng mà lúa đã bị loại sớm rồi, dường như là điều đó chắc chắn rồi, chỉ có thua chứ gặp cả Đông Tây thì coi như là bị loại, và gặp cả Đông Tây thì không gì phải nói rồi, đã vào vòng trong dù có 12 điểm nhưng khoảng cách của sàn đấu cao từ 2 điểm nhưng không sao, vì đây là vòng đấu thứ 6, vòng đấu cuối rồi, cũng rất may mắn hơn tại vòng bảng cúp C1 đã qua được theo 4 đá nam 4 đá nữ, 2 môn tổng hợp của cúp C1, C2. Rồi, căng thẳng rồi, trận đấu đang đi chờ về ở những giây cuối cùng. Và phần cũng như là gặp đấu này giữa đội chủ nhà, đó là mọi người gặp đối thủ là gặp gỡ Đông Tây, cũng đã khép lại vòng đấu thứ 6 và vòng đa cúp quốc gia cúp C1 trung học phổ thông Phạm Đồng 2021. Xin chào ngài, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, chúc mừng năm mới trong năm 2021 an khang thịnh vượng và bạn sự như ý. Xin chào ngài, chào tạm biệt và hẹn gặp lại, và cũng như trận đấu này cũng sẽ kết thúc và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Anh Nhã, anh Nhã đã làm được. Chút nữa rồi, chút nữa Thanh Nhã lập cú hat-trick rồi. Anh Nhã sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trong cặp đấu này, cùng bằng vua pha lưới của Hiền Hiếp, Thái Thị Hiền. Thái Thị Hiền cũng có mặt thi đấu vừa rồi trong những số trước rồi, cũng đã rất xuất sắc và cũng có cú kỷ lục hat-trick trong bảng đấu kia. Bạn đấu vừa rồi, từ bạn A tôi đến bạn H, cũng đã kết thúc mùa giải đầu tiên. Đây là mùa giải thứ 2 rồi, còn 16 đội trở đi là mùa giải thứ 3, mùa giải cuối cùng cho đến chung kết luôn. Bỏ tranh huy chương đồng, nó nằm siêu cúp trung học phổ thông quốc gia rồi, đó là tranh huy chương đồng thì cũng không có gì tranh cãi. Có
Còn nếu như không có tranh chương đồng thì thôi, coi như là được, mà có thể có tranh chương đồng là đứng sau chung kết luôn, chứ không phải đứng trước đâu. Đội mặt hai hậu vệ biên không được, chưa thắng được. Một bàn nữa coi như là nghỉ luôn rồi, nó đang suy nghĩ rồi. Anh nhá, rồi qua rồi, hụt ra ngoài rồi. Anh nhá có hai bàn và một bàn của Nguyễn, có vẻ là Nguyễn Thảo ơi, Nguyễn Thị Thảo ơi. Bây giờ quay về lại rồi cũ. Kết thúc rồi. Cặp đôi đồng tay đã vào vòng trong, nhưng mà nó đã chia tay giải đấu này sớm. Một chương trình thập kỷ cũ nhất tại thời đại này. Chúc mừng cho cặp đôi đồng tay những ngày chiến thắng trong những năm thập kỷ cao hơn 2018-2019. Xin chúc cho cặp đôi đồng tay sẽ chinh phục được những vô địch để hy vọng rằng siêu cúp quốc gia có khả năng sẽ có hay không thì tùy. Nói chung cũng kịp rồi, chắc chắn là điều đó sẽ không bao giờ hết mà chúng ta làm được. Chúc mừng năm mới An Khang Thịnh Vượng 2021 phát tài.